Sáng ngày 9 tháng 1, chương trình Vinh danh và trao học bổng nâng bước thủ khoa năm 2023 diễn ra tại hai đầu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước có hoàn cảnh khó khăn, được các trường có công văn giới thiệu. Hồ sơ xét chọn dựa trên thành tích học tập, hoàn cảnh và tâm thư bày tỏ khát vọng, vượt khó để vươn lên trong cuộc sống của các bạn. Tại chương trình, nhiều câu chuyện xúc động của các sinh viên đã được chia sẻ. 10 năm trước vì biến cố gia đình là buộc mình phải dừng lại cái việc học thì sau này khiến mình rất là hối hận. Mình rất áy náy và day dứt về cái việc đường học của mình bị giang dở, không được đến nơi đến chốn. Đối với một người mẹ thì khi đưa ra cái quyết định đi xa con mình khoảng 1.500 cây số thì không bao giờ là dễ dàng cả. Và ở trong cái quá trình đấy mình đã mất rất nhiều năm để đấu tranh. Khi mà được nhận được các cái tình yêu thương, tình cảm gần gũi của hội, của quỹ thì em rất là xúc động. Và từ đó thì em đã có suy nghĩ là sau này là mình thành công thì mình sẽ quay lại và sẽ tham gia các cái chương trình đi thiện nguyện như này. Sau này thì em không cần giàu, em chỉ cần cuộc sống bình thường, miễn có sức khỏe là em làm được tất cả. Mà nếu giàu thì em sẽ dùng số tiền đó để đi giúp tất cả các bạn có hoàn cảnh như em. Chương trình Nâng Bước Thủ Khoa do báo Tiền Phong sáng kiến tổ chức trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.